Đây là lần thứ hai tôi đến cái suối cá này, chưa thấy ở nơi nào mà có một cái đàn cá đặc biệt ở Cẩm Thủy ở Thanh Hóa này. Cái đàn cá này cảm thấy nó rất thân thiện với du khách, đặc biệt nữa là cái đàn cá này thì nó không có phát ra cái suối cá, nó không phát ra cái mùi tanh như những loài cá thông thường. Thì nạn trèo kéo du khách rồi bảo vệ cái sự sạch sẽ cho đàn cá, ngăn cấm du khách vứt rác đồ ăn xuống suối cá, làm chặt chẽ hơn, tốt hơn mọi năm. Hôm nay được cái thời tiết là thuận lợi nên bà con nhân dân du khách về với sự tăng đường lương là cũng đều như mọi năm. Tính từ mùng 1 âm lịch cho đến ngày mùng 5 Tết, tức là hết các ngày nghỉ lễ, thì ước lượng khoảng tầm 40.000 lượt khách về tham dự tăng đường lương. Đầu xuân năm 2018 thì lượng khách về với sức các lực lượng mặc dù là rất đông nhưng mà tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Sợ cho sợ thoải mái, nên ôm và ấy xuống đấy luôn nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.